Em bán căn phố biển 1308, loại xây 5 tầng, mặt tiền 5m, diện tích 85m, hướng đông nam có hũ chở thang máy. Trục lầy lầy lợi thế với 43 tòa nhà ở chung cư Happy Home và trục thông với Vịnh Thiên Đường. Trục lầy trục thông này có cơ hội tiềm năng về kinh doanh và cho thuê rất tốt, hướng đông nam là hướng mát. Con này có giá rất tốt, quý khách liên hệ em để tư vấn về giá bán. Em xin cảm ơn.